Đối với cộng đồng các dân tộc Bana và Gia Rai sinh sống lâu đời trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tượng gỗ dân gian có giá trị quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh người bản địa. Ngoài tượng nhà mồ, được coi là hình tượng đặc trưng nhất trong các loại tượng gỗ dân gian ở Tây Nguyên, tượng gỗ còn tạc để trang trí nhà rông, nhà sàn, nhà dài, các không gian văn hóa ẩm thực hay các điểm du lịch, đưa tượng gỗ đến gần hơn với nhu cầu trải nghiệm, tìm hiểu của người dân và khách du lịch. Được tạo nên một cách ngẫu nhiên, tùy theo cảm hứng của người tạc, nhưng mỗi hình tượng gỗ được khắc họa nên đều mang ý nghĩa riêng của nó. Chủ đề được các nghệ nhân khai thác đều thể hiện hình tượng con người Tây Nguyên trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, cho đến chủ đề về thiên nhiên, cuộc sống gia đình. Dưới bàn tay khéo léo và sức sáng tạo phong phú, các nghệ nhân đã biến những khúc gỗ thành tượng với rất nhiều cung bậc cảm xúc, sắc thái, từ sự sâu thẳm của chia ly, nuối tiếc, sự đăm chiêu, trầm mặc với thời gian, đến những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống. Nhưng mà là hồi xưa mấy cái du khách muốn thấy tăng mặt của tượng gỗ ở đây phải đi xa, nãy làng xa, nhưng mà hiện bây giờ có nhiều mà du khách muốn đến, có nhiều mà từng đây thì là có nhiều mà đến gần chỗ với là nhà nghệ nhân, nhà rông của người Sa Nao đấy, muốn ẩm thực giống là cơm lam, gà nướng hay là côn chiên hay là xin phát vui ở trong đây thì là mấy cái tường có nhiều là có đủ tất cả, thì mới có tường tường nhà mồ hay là tường sinh hoạt đời sống mới chục cái, còn nhỏ trên là trên 50 cái bức tường đây, dùng là mình thăm, dùng là nhà san hay là nhà rông, tại là mấy cái nhiều đó. Nhưng mà tôi hiện tại bây giờ thì là tôi mang tới ở đây để mà giữ lại truyền thống của người đồng bào chúng tôi. Khi đã định hình trong đầu, người nghệ nhân thỏa sức sáng tạo, thả hồn vào những đứa con tinh thần để các bức tượng trở nên sống động, gần gũi và thân thuộc. Có thể nói mỗi bức tượng là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo riêng biệt, không trùng lắp và mang giá trị tinh hoa buôn làng. Đây là lần đầu tiên mình đến đất Gia Lai. Thì qua những cái báo đài, rồi qua những cái trang sách học ngày xưa ấy, thì có những cái hình tượng nó cũng giống như cái bức tượng gỗ như này, nhưng mà lần đầu tiên là mình được nhìn thấy, chứng kiến tận mắt đấy, thì nó có một cái cảm giác gì đấy trung bình là cái nét văn hóa ở đây nó rất chi là đậm đà các cái bản sắc dân tộc, và có một cái chút gì đấy nó rất chi là thiêng liêng đấy, nó phản ánh cái cuộc sống của đồng bào đấy, qua bao thế hệ đấy, thì đến nay thì ở đây thì vẫn gìn giữ được những cái bản hóa văn sắc dân tộc. Trước kia để tận mắt chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa đặc sắc, du khách phải đến tận các buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày nay, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố hiện đại vượt ra phạm vi làng, tượng gỗ ngày càng được sưu tập trưng bày, trang trí trong các không gian mở, để du khách có thể dễ dàng tiếp cận với loại hình giá trị truyền thống này. Từ những nét điểu tạc thô sơ tạo nên những tuyệt phẩm khiến người xem không khỏi rung cảm trước sự tài hoa, khéo léo của người nghệ sĩ buôn làng. Mô hình trưng bày tượng gỗ tại làng văn hóa du lịch Playoff với nhiều hình tượng đặc sắc đã mô phỏng trọn vẹn giá trị đời sống dân làng. Bên cạnh quảng bá di sản, nâng tầm văn hóa, phục vụ du khách tham quan, tượng gỗ dân gian đã phát triển thành sản phẩm du lịch độc đáo, được tận dụng để phát triển loại hình du lịch cộng đồng vốn mang nhiều ưu thế. Dù được đặt ở không gian kiến trúc nào, thì tượng gỗ dân gian Tây Nguyên đều là tài sản vô giá, phản ánh rõ nét đời sống văn hóa tâm linh, xã hội của cộng đồng dân cư tại chỗ.